Nhai không? Bao hay my friend. Welcome my friend to the game Garden of the Bad Band, ok? Những người cha mẹ đang tìm kiếm những đứa con mất tích của họ. Thời khắc thì rất là quan trọng, cho nên hãy bấm vào đồng hồ và bắt đầu thôi. Gì đó? Chấm hỏi. Đây là cái trại trẻ mấy bạn ạ. À lộn, nhầm, cái nhà trẻ chứ nhầm. Kindergarten này, nhà trẻ này. Nhà trẻ này có tên là Ban Ban mấy bạn. Ok. Zumbo nói rằng ăn rau quả và trái cây sẽ cho bạn trở nên khỏe mạnh giống như tôi nè. Nice. Khu vực sáng tạo nào chế. Còn đây là các bạn trong nhà trẻ Ban Ban nha mấy bạn. Đến đây và tận hưởng cái boost. Boost là gì? Là giày. Có rất nhiều cánh tay cho phép mình gọi là ăn được nhiều người hơn. À lọ lọ giúp được nhiều người hơn mấy bạn. Xin lỗi, tại cái nhà ăn nên là mình cứ dịch lộn. Với lại thằng kia nói ăn cho nên là mình trong đầu mình bây giờ cứ chỉ có ăn và ăn. Hello, giờ sao? Game này chơi sao? Mình cần một cái key card hay một cái gì á? Cái gì đây? Có vẻ như Dũng đã có một cái key card màu xanh dương. Mở cửa. À, ba game tìm đồ vật này xong nó bắt đầu đi. Gì đây bếp? Đi qua nơi tiếp theo mà. Quá đơn giản đó mấy chục. Một bức tranh của một thằng bé gửi cho một người mẹ. Người mẹ, con đang trốn ở một căn phòng nhưng con có một trận chiến với những con quái vật. Đây là một cơ hội duy nhất để con có thể khiến cho Claire thích con được thôi mẹ ơi. Con quái vật nhìn như một con gà màu đỏ. Con là một chàng trai cao lớn như con quái vật, trên tay cầm một con dao. Con Claire thì đang bị con quái vật ngồi lên, my friend. Có lẽ như con quái vật đang định ấp Claire thành trứng. Ok. Cái này sẽ mở được cái gì đấy bếp? Cái này sai sao ta? Ok, một cục pin này nha my friend. Ok, hai cục pin này nha my friend. Chắc là dùng được rồi đấy hả? Rồi giờ bấm nút nào để cho nó... Ủa cái gì đấy? Wow. Sử dụng chuột trái để điều khiển đồ chơi của bạn. Là sao? À, bay vào đây đi, đồ con lợn. Cái gì? Ba cái đồ chơi con nít. Wow, bạn thật thông minh. À quên, mình thật thông minh chứ lộn. Nó có làm được cái deck gì đó. Nice. Sao cửa chưa mở? Sao hết pin nữa sao ấy? À, sao tự nhiên lúc có đổi có màu vàng này sao? Con gì vậy? Ê, con quái vật bắt Claire đấy. Đâu ấy? Hello bạn Daron. Cái gì đây? Đồ chơi không thể được điều khiển để phá vỡ những cái đồ vật giống như là những cái kính màu vàng này. Kết thúc ở đây my friend. Naughty Corner, nơi dành cho những đứa trẻ hư, ok. Ban Ban nói rằng sharing y caring do pancreas y smile. Hình như là chia sẻ là quan tâm, bánh của bạn là của tôi, kiểu kiểu vậy. Tại sao nó có màu đỏ là sao? Ok. Hello. Không vào được à? Hẹp quá mấy fan, không vào được. Wow. la la. Sao game bảo nó không đập được cái kính màu vàng mà mình đập bể kính màu vàng nữa kìa. Game ngờ ù lắm. Đập vào cái này. Đâu có được. Nice. Đập tiếp. Cái gì đập được thì cứ đập thôi mấy friend. Đời cho phép mà. Ok, được rồi đấy. Mình cần một cái thẻ vàng với một cái thẻ xanh, ok. Nhưng mà trong này tối có mình ra vào, ok. Ai đây nữa?
Babalina thì nói rằng lòng tốt thì miễn phí, cho nên hãy tốt với tất cả mọi người, my friend. Còn thuyền trưởng Fido thì nói rằng Uga buga, uga uga. Mình thiếu nhiều lắm. Thiếu cái bảy sắc cầu vòng kỳ cạc, my friend. Vô đây có bị ma bắt không? Trong này ghê quá, my friend. Cho con drone vào trước đi. Bay vào trước đi bạn. Ok. Có gì đâu không? Check góc cho mình, my friend. Này thấy có con cò hay con gà chỉ đứng đây mà. Cái gì vậy? Tối có thấy gì đâu? Cái gì đây? Có cái cây gì đây nè. Yo! Drone friend. Ok. Có gì trắng trắng cái gì biết. Có drone đi đỡ sợ hành mấy friend. Có gì nó chết trước mình chết sau ok. Có cái cục mít gì trắng trắng bên kia kìa mà tối có mình trên đường. Ờ? Mình bị kẹt rồi. À có một cái lớp kính ở đây mấy friend. Bật đèn lên hả? À mình quên. À thì ra có nút đèn. À thì ra này là cái cây. À thì ra đằng kia là con cò my friend. Con hồng cò mấy mày biết đâu. Là con cò hồng ấy. Nghe bảo nó đang up Claire thì phải. Claire đang nằm dưới đít của nó. Hello. Ui. Này giống như một bộ trang phục mấy bạn này. Nó còn để cái chỗ để cho mấy bạn chui cái mặt vào mấy bạn này. Xong rồi mấy bạn biến thành một con cò ok. Đây là con chim Opila. Nhiệm vụ của nó là nó đang cực kỳ rất là đói my friend. Mình phải cho nó ăn 6 quả trứng thì mình mới có được cái phần thưởng của nó. Một quả trứng. Game đơn giản quá. Vậy mấy cũng bắt mình chơi game này đi. Game này cho con nít chơi mà. Game này dành cho các bạn trẻ đang học lớp 1 cho đến lớp 3 my friend. Thật sự luôn á. Khi những bạn mà từ lớp 4 trở nên lớp 7 thì không nên chơi game này my friend. Xịn nhục luôn là cái trí tuệ của mấy bạn đó. Nhưng mà thật ra thì mình với 30 năm kinh nghiệm với lại tâm hồn thì vẫn đang còn từ thơ bé lắm. Tâm hồn giống như học sinh cấp 1 đó mà. Từ lớp 1 đến lớp 3 cho nên là chấp nhận thử thách. Mấy game này mình chơi được. Chơi để làm tutorial cho các bạn từ lớp 1 đến lớp 3 mà không biết chơi game này sao thì lên YouTube search. Cách để chơi Garden Ban Ban mấy em. Hướng dẫn viên gọi là Lê Văn Dũng. Có quả trứng làm sao không lấy được. Lấy được. Mình tìm được hai quả trứng này nha mấy friend. Gì vậy? Gì đây? Sao tự nhiên máy mình đen thui mấy friend? Sao nhạc nổi lên vậy? Ba quả trứng này ok. Bốn quả trứng này ok. Một nè. Hai nè. Ba nè. Bốn nè. Mới có bốn à? À có cái nút. Nói với Dũng thì nói nhẹ nhàng, sao lại cứ nạt vào Dũng như vậy hả? Nạt Dũng thì cũng có thay đổi được kết quả gì đâu. Nạt Dũng thì Dũng từ tới cái lúc đó đấy mà. Sao mấy anh cứ phải gào rú lên như thế. Học hết cả hình tượng. Những người là những friend ngoan ngoãn trong mắt mình. Năm đây trứng mày friend. Một trái là được. May mà game này mình stream chứ game này chơi một mình thì chắc đến mai mới xong. Thôi mấy friend lời chị thì chị cho mình luôn quả trứng cuối cùng nằm đâu nào. Alo. Sau cái cầu trượt à? Ok, cảm ơn Ice, my friend. Sau cái cầu trượt. Sau cái cầu trượt là đâu ta? Đâu? Cái cây hả? Ok. Cảm ơn Ice đã lừa mình, my friend. Cảm ơn các bạn còn lại để chỉ cho mình, my friend.
đâu đâu. Thật ra nè, mình nói cho mấy mấy biết này, thực ra là nãy giờ mình biết quả trứng nó nằm đâu rồi, chẳng qua là mình đang giả bộ kích thích cái não bộ để cho các bạn nhỏ từ năm học lớp 1 đến năm lớp 3 đang phát triển cái não bộ, hiểu không, để cho các bạn ấy tự tìm tòi và khám phá cho Dũng thôi, chứ Dũng biết đáp án từ lâu rồi, hiểu không. Những bạn mà đang chửi Dũng là tại sao Dũng lại không biết, không phải đâu, không phải đâu, đừng nghĩ Dũng như vậy tội nghiệp. Dũng chỉ đang đóng vai một người giáo viên tận tụy với fan, hiểu không, đang chỉ cho mấy fan biết. Ok, sao nào, các bạn từ lớp 1 đến lớp 3 biết chưa nào? Nếu chưa biết thì chúng ta sẽ nhường cái sự trả lời này cho các bạn học lớp 4, ok? Các bạn lớp 4 không được thì chúng ta nhường cho các bạn học lớp 5, ok? Ồ đó, đấy giờ vừa nói lớp 5, có công lớp 5 ngay. Đâu đâu đâu? Thì kiếm đi. Đã mà biết ở đâu được kiếm làm gì có mực kiếm đấy. Mình đang hỏi các bạn ở trên cây đó. Thực ra thì ở đây có đến 4 cái cây lại, cho nên mấy bạn phải xác định cho mình biết là cái cây nào, ok? Thì tóm lại là bây giờ có ai biết quả trứng còn lại nằm đâu không nào? Nhanh lên. Mình sắp hết giờ nộp bài rồi đấy. Đây là một kỳ thi cuối kỳ là mấy fan rớt hết rồi, mấy fan ở lại lớp hết rồi, không lên lớp được. Thôi nha, mình giỡn mấy fan này nha, mình đi lấy trái trứng còn lại đây. Đáp án chính xác của câu hỏi này chính là hả? Mình quát viewer à? Có không? Đây, mấy fan, thực ra đáp án này giờ mấy fan, đây là bản lật đổ trò con nít để mấy fan. Đáp án chính xác là nằm ở cái ghế này nè, chẳng qua là mình đang gọi là kích thích cái sự gọi là tìm tòi tinh túy và tinh mắt của các bạn nhỏ đang từ lớp 1 đến lớp 3, ok, và thực ra có thể kéo dài lên được cả lớp 5 mà. Nói chung là những em nhỏ đang học tiểu học, những em nhỏ ở trung học mà không giải được đáp án này thì nên quay về tiểu học để học, ok. Dùng biết ngay từ đầu nó nằm đây thôi, nhưng mà dùng chẳng qua cố tình là quần qua quần lại để xem thử là liệu mấy fan có tinh mắt hay không, mấy fan có phán đoán được hay không. Nhưng mà đáp án mình thất vọng với mấy fan lắm, ok, hơi thất vọng, hơi thất vọng. Let's go, let's go. Chơi game tiếp nào. Hơi thất vọng nhưng không sao, không sao. Vẫn còn cố gắng được mấy fan này không? Thất bại là mẹ của thành công mà. Mấy fan thất bại lần này nhưng mà còn lần khác lo gì lo gì. Có gì hot? Mình đưa nó 6 quả rồi nè. Ok, phần thưởng nằm ở mồm của nó mấy fan. Bạn đã được một cái kỳ cả màu vàng. Thank you. Cái này phải màu vàng không ta? Giống lắm chứ. Mấy đứa mù màu kêu này màu vàng chứ. Nó là màu cam, màu ké. À ha, màu vàng nè. Wow. Just wow. Ui vào đó đi bạn Nhiệt. Boom. Oh, hello. Bạn đã lượm được một cái búa. Distraction, sự đánh lạc hướng à? Ở số 1 là sao? Chưa hiểu lắm. Là sao? Mà cái búa để làm gì? Đây là nơi giữ trẻ mà tại sao có cái búa? Nếu mà gõ ra vào đầu các em là bậy rồi đấy. Búa này gõ vào đâu được nhỉ? Gõ vào đầu mấy friend. Hello? Chỗ dự trẻ mà có mấy cái hố sâu quá vậy. Bấm nút cách để nhảy hả? Ok. Ở đâu? Kỳ cạp phải đút vào đây. Xin lỗi, mắt dùng giờ này. Go, go, go! Cái nhà trẻ này để huấn luyện cho mấy friend kiểu như làm vận động viên tương lai mấy bạn hiểu không? Ok, let's go. Wow, dấu chân này được kia vậy? Mình go được chưa? Tưởng con rắn mấy friend, nghe nó khè cái giật hết cả mình. Nghe nó khè mình tưởng rắn nên là mình hoảng có mình nhảy xuống. Xin lỗi mấy friend, xin lỗi. Xin lỗi, ok. Ý là phản xạ tự nhiên, người bình thường người ta mới làm vậy, người không bình thường người ta đứng im trên này rồi, ok. Đừng có khè nữa, vãi cứt. Ai thiết kế mấy cái này ghê vãi cứt. What were my scholar? Thôi chết cha rồi.
Đây, thật ra game này my friend, game này là game này giờ là mình nhớ cái màu bọn này rồi, nhưng mà đã đến lúc my friend phải trả lời cho mình câu hỏi này, ok? My friend phải trả lời. Mình xin phép không trả lời my friend, mình chỉ xin đưa ra cái đáp án thôi. Bây giờ màu của những bạn nhỏ này là màu nào nào? Chọn từng màu cho đúng nào, ok? Chúng ta sẽ đi với bạn đầu tiên bên này trước. À không không. Bạn này to to trước my friend. Bạn này màu gì? Bạn này màu xanh lá đúng không? Đó là mấy bạn chọn đó. Rồi ok. Yeah, máy bay. Đi chỗ khác đi máy bay. Con số 2 màu trắng đúng không? Ok. Làm đất như con màu trắng. Hello. À có, xin lỗi nhầm. À mình có, mình nhớ nhưng mà mình nhầm qua mình đùa đấy. Hello Trần Chí Văn. Chậm 10 giây không nói kịp. Có gì hot? Không, đừng có tua. Tua thì đấy làm cái gì? Con mình thấy màu đỏ, ok. Shit, từ mình ban Nhật và lick rồi nhưng mà may mà nó sửa lại. Rồi, con này màu đỏ đúng rồi. Con nào, con nào màu vàng? Con số 4 màu hồng hả, ok. Rồi, con số 5 màu gì? Con này màu gì? Con ngoài cùng này màu gì? Nhanh lên, chậm 10 giây thì chậm 10 giây mới cùng mình biết nó màu gì chứ. Màu biển đó hả? Hả? Con nhiều tay màu cam. Đúng rồi, cáo nó đúng. Mình biết mà, này cho mình thử mấy fan thôi. Jeez. Con này màu cam nè. Rồi con này màu gì? Đúng, con này màu cam. Con này màu gì? Màu xanh hả? Ok. Má đừng có khè nữa. Cái mày kích. Người ta thì sợ rắn mà. Ủa? Hello. Qua đây hồi nào vậy? Ủa sao bạn nhìn thấy mình? Tẩm các bạn. Ayo. Ayo. Sao bạn? Wow. Bấm E để hồi sinh mày phải nè. Tưởng là cái đó đứng im mày phải này không? Ai biết được cái gỗ nó xoay xoay như vậy? Sợ quá cơ. Coi nè. Ông Hoàng Bắc Cao này mấy friend. Gõ vào đi. Ủa nó đứng im đó hả? Này tưởng nó dí là mình sợ mấy friend. Tuổi. Ủa? Ê, sao có bức cửa? Có bức tường vô hình mày friend. Có một bức tường vô hình ở đó. Ô, này mình ngu hề, mình chạy ra cái chỗ kia mình ra về đó luôn mày friend. Nè, có bức tường vô hình này thấy không? Nhà phải kia mất dạy. Gì đây? Tôi muốn chơi với cái gì đó, không có thời gian để đọc mày friend. Đứng đợi mình bạn, đúng rồi, không hành. Tính tăng tinh, let's go. Unch. Hello. Nó có quán tính mấy friend ạ. Mình nhảy nhưng mà bị. Mấy friend đã học về cái quán tính chưa? Ví dụ như đây là một chiếc ô tô đúng không? Mấy friend đang đứng đúng không? Nếu mấy friend đứng đây mấy friend nhảy thì nó xuống đây ok. Nhưng mà đang chiếc ô tô đang chạy như này là mấy friend nhảy cái là nó đẩy mấy friend qua bên này ok. Tưởng tượng được không? Ô tô đang chạy đúng không? Mấy friend nhảy phát là nó bay qua bên này này chứ nó. Nó không phải là ô tô đang chạy cái mấy bạn nhảy là mấy bạn rớt vào đây được ok. Nó không có như vậy. Thật ra đây là bài học mình dạy cho mấy bạn. No. Không phải, mình đang cố dạy cho mấy bạn hiểu bài học quán tính đấy. Mấy em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 3 chưa học cái bài này đâu. Nhưng mà thông qua stream này, thông qua game này mấy bạn, thay vì học những bài học tinh mắt, hôm nay các bạn đã học được bài học quán tính này. Mấy bài học này VIP lắm, VIP pro lắm. Lớp 7, lớp 8 mới đang học cơ. Nhưng mà không cần cảm ơn mình ok. Mình dạy cho mấy bạn biết luôn rồi đó. Bài học quán tính.
Đây nè, cái quán tính là cái này đang chạy ngược lại nè, mấy bạn không biết đâu. Hello. Nè, lên đây nghiêm túc nè, mệt ghê. Nghiêm túc nè. Được chưa, này là cái ghế chặn mình nha mẹ. Không vào được. Không vào được. Này mình lượm được cái cạc màu cam. Oh my god. Cái cạc màu cam này để đút vào cái chuột màu cam đó. Let's go. Đúng còn giả. Gì vậy? Mấy bạn vừa thấy nó té đập mặt vào đây không? Dũng quá bro, mấy bạn Dũng đã bấm vào cái gì đã biết. Emergency stop hả? Nút ngừng khẩn cấp. Ok, vé máy bay my friend. Tên là Uthan Adam. Ghế hạng E. Đi từ Montreal đến Madrid. Cổng số B13 my friend. Khởi hành lúc 3:23. Ngăn bàn hả? Có gì hết? Wow. Nhà trẻ này 3 chấm các bạn fan. Nhiều thứ bí mật trong này quá. Xuống nó coi thử cho. Xuống đi. Bạn xuống trước đi. Có cái gì kìa? Giống màn đánh boss trong Resident Evil 2 quá. Wow, thank you. Mình đổi ý rồi mình về được không? Mình sợ bóng tối lắm các bạn. Bật chat lên cho đỡ sợ. Ngu, chết cả lũ my friend, hết game. Nghe cái bụng mục, my friend nghe. Con đó là con gì my friend biết không? Ban ban đấy. Tại sao mình biết tên game nó vậy? Ê yo, cảm ơn bạn đã chơi thử hả? Shit, witless. Ủa game này chưa full à? Chưa full mà mày đặt ra một đống kia cạc màu tím, màu xanh, màu hồng cái kiểu. Oh. Ok, thôi thì cũng được. Mở đầu như thế cũng khá là thú vị mấy friend.